Trang Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi ngày lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta lại có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và quý vị, trong ngày hôm nay thì trước hết là chúng ta phải có cái bản tin đã, rồi chúng ta mới đi vào phân tích xem. Quý vị, ngày hôm nay 6 giờ chiều giờ California, tức là 9 giờ tối giờ của miền Đông Hoa Kỳ, thì sẽ có trận túc cầu của giải World Cup nữ, tức là giải bóng đá phụ nữ ở trên thế giới, diễn ra tại New Zealand. Và trong đó thì Việt Nam, tức là đội tuyển của Cộng sản Việt Nam, sẽ đụng với đội tuyển của Hoa Kỳ trong cái trận túc cầu này. Và quý vị, trong cái bản tin sáng nay tôi có đưa tin cho quý vị là liên quan tới cái trận túc cầu này, thì Las Vegas đã đưa ra điểm chấp là 5 điểm rưỡi cho tới 6 điểm, tức là 5 trái cho tới 5 trái rưỡi trên 6 trái. Và bản tin này tôi cho thấy là cái giải Open của giải FIFA World Cup phụ nữ, giống như nhà Việt Nam, là trong đó thì diễn ra vào ngày hôm nay 21 tây lúc 9 giờ tối giờ miền Đông, tức là giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là khoảng 6 giờ chiều giờ California. Thì quý vị, trận túc cầu này diễn ra thì có thể nói rằng là có hai vấn đề mà chúng ta có thể đề cập tới trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất là lần đầu tiên đội tuyển nữ của Việt Nam vào trong cái giải World Cup lần đầu tiên, giải nữ. Ok quý vị, đó là một cái điều mà phía Việt Nam vào và xui xẻo là bốc thăm nhầm một cái bảng toàn đội mạnh không. Tức là lần này không biết là phía Việt Nam sẽ thua bao nhiêu. Tuy nhiên thì quý vị, đặc biệt là trong cái kỳ này, thì trong cái bảng của Việt Nam mà đụng đó thì họ đụng rất nhiều. Họ đụng với lại phía của Hoa Kỳ, phía của Bồ Đào Nha, tức là Portugal, và đội tuyển của Hà Lan, tức là Netherlands. Thì quý vị, đây là một trong những cái bảng mà phía Việt Nam phải đụng toàn những đội mạnh không. Và như vậy thì có lẽ là Việt Nam sẽ bị out sớm, theo dự đoán của tôi thôi, chủ quan của tôi. Tức là toàn đội mạnh không, lần đầu tiên tham dự World Cup mà rơi vào cái bảng toàn là những đội gọi là kỳ cựu không. Do đó tôi nghĩ rằng là sẽ có một số những cái chi tiết mà liên quan tới cái vấn đề gọi là nhiều người sẽ thất vọng. Bởi vì lần này coi như là có một số có sự gọi là phân hóa ở trong khối người Việt. Quý vị, những người Việt ở hải ngoại thì đa số ủng hộ cho đội Mỹ. Còn những người Việt ở trong nước thì ủng hộ, đương nhiên họ ủng hộ cho đội của Việt Nam, tức là của Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên thì lần này nó có một cái sự đụng độ trả lại. Quý vị còn nhớ lần trước có một cái cuộc đá túc cầu ở tại nước Úc. Đã có rất nhiều những người Việt ở Úc mang cờ vàng vào trong cái sân túc cầu. Và đã có những cái phản đối quyết liệt của Cộng sản Việt Nam. Rồi VTV ngưng chiếu cái trận túc cầu này chỉ vì có cờ vàng. Lần này, lần đầu tiên đội bóng đá nữ của Việt Nam rơi vào World Cup, vào được World Cup, nhưng trận đầu tiên lại đụng với Hoa Kỳ. Thì quý vị, đa số người Việt hải ngoại thì người ta ủng hộ cho đội của Hoa Kỳ. Và theo tôi được biết thì có rất nhiều những người ở tại cộng đồng người Việt ở bên Úc đang rục rịch bay qua New Zealand để mà ủng hộ cho đội Mỹ với cái cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc đỏ. Quý vị, lần này sẽ là không phải là chỉ có là đụng độ đội Mỹ với lại đội của Cộng sản ở trên sân bóng đá, mà ngay cả trên khán đài khán giả cũng sẽ có cuộc đụng độ lớn giữa những người mà gọi là cổ động viên của Cộng sản Việt Nam bay qua New Zealand để mà ủng hộ cho đội nữ. Ngược lại thì những người ở Úc và ở một số quốc gia khác cũng từ đó bay qua New Zealand để ủng hộ cho đội Mỹ với lá cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ.
liệu thì cảnh sát New Zealand lần này có làm khó dễ hay không, bởi vì những người bay qua đây họ không cầm cờ, họ đeo những cái khăn choàng, họ mặc những cái áo và có thể họ sẽ giấu lá cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc đỏ ở trong cái túi của họ để lúc đó họ bung ra. Thì quý vị, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vào chiều tối ngày hôm nay. Nhưng mà điều mà tôi biết chắc chắn là VTV của Việt Nam đã được báo động. Họ đã được báo động là phải cẩn thận không quay khán giả. Tại vì quay khán giả chỗ nào cũng có cờ vàng hết. Tại vì những người đó họ ngồi ở nhiều nơi, chứ không phải họ tập trung vào một góc ở khán đài. Họ có thể ngồi ở phía bên đây, phía bên kia và chưa biết được như thế nào. Nhưng mà diễn biến thì chúng ta chờ xem vào tối ngày hôm nay. Có điều, tại sao lại có tình trạng này? Và những người ở trong nước vẫn chưa hiểu, ủa, đi ủng hộ cờ Mỹ, tại sao không mang cờ Mỹ? Mà còn mang theo cờ vàng ba sọc đỏ làm cái gì? Đó là câu hỏi của những người trong Việt Nam và câu trả lời của tôi dành cho những người đó. Ok, cờ vàng ba sọc đỏ vốn từng đại diện cho miền Nam Việt Nam trước đây. Bây giờ thể chế miền Nam Việt Nam không còn nữa. Nhưng lá cờ vàng đó biểu tượng cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, trong đó có Hoa Kỳ. Do đó, bất kỳ một chỗ nào mà có sự xuất hiện của cộng đồng người Việt thì đều phải có cái biểu tượng của cộng đồng người Việt, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và cộng đồng người Việt ủng hộ cho đội nhà của mình ở Mỹ, tức là ủng hộ cho đội tuyển của Mỹ, thì đương nhiên họ phải mang biểu tượng của hai. Thứ nhất là biểu tượng quốc gia, tức là cờ Mỹ. Thứ hai là biểu tượng cộng đồng, tức là cờ vàng ba sọc đỏ. Do đó, những người trong Việt Nam đặt câu hỏi, ủa lá cờ đó đại diện cho nước nào? Nó không đại diện cho nước nào hết. Nó đại diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Do đó, để quý vị hiểu rõ được cái lá cờ vàng tại sao xuất hiện. Tuy nhiên, lần này thì có một số thành phần được Cộng sản bơm tiền và có một số thành phần được xem là có khuynh hướng binh vực Cộng sản. Thì nói, ôi, cái giải túc cầu của người ta, giải thể thao mang chính trị vào đó làm cái gì? Mang cờ vàng tới đó làm gì? Quý vị, đây là cái ngôn ngữ mà mấy bữa nay tôi để ý ở trên cái hệ thống email đã có những cái bài viết được xem là biện minh cho cái việc mà không nên mang cờ vàng vào trong cái sân túc cầu ở New Zealand. Quý vị đã nói là bước ra cộng đồng quốc tế thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Và thứ nhất, thứ hai, bất kỳ quan điểm chính trị nào cũng có được quyền bày tỏ. Và thứ ba là bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì chính trị cũng đều xen vào hết. Kể cả thể thao, kể cả giải trí. Và điều này tôi đã chứng minh cho quý vị thấy, Cộng sản Trung Quốc đi đầu trong vấn đề này. Cộng sản Trung Quốc đã chi phối tất cả các thứ bằng chính trị. Từ cái phim Barbie có cái đường lưỡi bò, cho tới cái Blackpink cũng có đường lưỡi bò. Quý vị, do đó chúng ta thấy rõ ràng là gì? Đừng nói là cái tại sao thể thao mang chính trị vào. No. Nó vẫn có chính trị. Và quý vị đã thấy rồi là ngay cả cái cuộc đối đầu giữa người Palestine và người Do Thái. Thì quý vị, chính cộng đồng Hồi giáo còn tẩy chay khi có sự xuất hiện của các cầu thủ Do Thái mà. Ok. Rồi cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tất cả những cầu thủ túc cầu của Nga đều bị tẩy chay nếu họ ủng hộ cho cuộc chiến này. Do đó, đừng nói là ô, thể thao mắc mớ gì chính trị. Nó chi phối tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Do đó, quý vị, những người ở trong Việt Nam bởi vì bị định hướng chính trị. Do đó, họ cứ nghĩ, ô, chúng ta phải phân biệt. No, quý vị, không phân biệt được. Không phân biệt được bởi vì chính trị nó chi phối tất cả cho nó. Do đó, việc mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại dương lá cờ vàng ở trong cái cầu trường ở tại New Zealand là điều không có gì phải ngạc nhiên cả. Có điều là lần này quý vị, ai sẽ gây chiến trước, tức là ai sẽ là lên tiếng và khiêu khích trước thì chưa biết. Tại vì tôi biết có nhiều người cổ động viên người Việt ở ngoài này thì cũng gọi là máu lửa dữ lắm. Thì đụng độ với cái đám cờ đỏ trong nước thì chưa biết như thế nào. Thì chúng ta chờ xem vào chiều tối ngày hôm nay. Tuy nhiên, ủng hộ cho đội Mỹ là cái chuyện đương nhiên của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tại vì trong mắt cộng đồng người Việt hải ngoại, đội tuyển túc cầu của nữ của Việt Nam là không phải xuất thân từ người Việt.
mà là từ cái chế độ cai trị đó ra, tức là đảng Cộng sản. Họ xem đây là đại diện riêng cho đảng Cộng sản, chưa chắc đại diện cho cộng đồng Việt, cho khối người Việt ở Việt Nam. Tại vì họ không chấp nhận cái lá cờ đỏ. Lá cờ đỏ đó là một sự áp đặt. Lá cờ đỏ đó là một cái sự ép buộc, chứ không phải là sự tình nguyện của người dân trong Việt Nam. Nếu phải có một cuộc trưng cầu dân ý, thì chưa chắc người dân Việt Nam bây giờ chọn lá cờ đỏ. Lý do, thứ nhất, nó là biểu tượng của Cộng sản. Thứ hai, nó cũng xuất phát không phải từ đất nước Việt Nam. Nó từ Phước Kiến. Và lá cờ đó nó tương đồng với lá cờ của Trung Quốc. Lá cờ Trung Quốc thì 5 sao, lá cờ Việt Nam 1 sao giống nhau. Nó không phải là biểu tượng của người Việt Nam. Có thể lá cờ vàng ba sọc đỏ trước đây từng là biểu tượng của miền Nam. Bây giờ không còn nữa. Tôi chưa biết người trong nước sẽ chọn lá cờ nào. Nhưng chắc chắn họ sẽ đạp lá cờ đỏ sao vàng vô thùng rác. Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý. Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý. Thì tôi chắc chắn lá cờ đỏ sao vàng sẽ không được chọn. Bởi vì lá cờ đó là biểu tượng của một cái gì đó giống Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, cái điều này cho quý vị thấy rõ phân biệt giữa hai lá cờ và phân biệt giữa cái chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản. Nó khác nhau. Nó khác nhau xa lắm quý vị. Những kẻ nói tiếng Việt đeo thẻ đảng dương cờ đỏ, có thể họ nói tiếng Việt nhưng chưa chắc họ là người Việt Nam. Tại người Việt Nam phải thuộc sử Việt Nam, còn những kẻ này họ chỉ thuộc lịch sử của đảng Cộng sản mà thôi. Họ chưa chắc thuộc lịch sử Việt Nam đâu. Tại lịch sử Việt Nam có tới cả ngàn năm chống lại các triều đại quân chủ và triều đại hiện nay của Cộng sản. Đó là lịch sử của Việt Nam. Chúng ta đã có cả ngàn năm chống lại các triều đại quân chủ của Trung Quốc. Và hiện nay người dân trong Việt Nam vẫn chủ trương chống Cộng sản Trung Quốc. Và những người chống Cộng sản Trung Quốc đều lần lượt đi tù. Đều lần lượt đi tù hết quý vị. Do đó phải phân biệt rất rõ ràng. Vì vậy mà tôi nói lá cờ đó chưa chắc biểu tượng cho Việt Nam đâu. Cái đó là sự áp đặt của Cộng sản và những cái chế độ cai trị mà thôi. Còn ngày nào đó mà người dân có được cái quyền chọn lựa của mình, tôi tin rằng lá cờ đó đi vô thùng rác trước. Lá cờ đó sẽ được dục vô thùng rác trước. Đó là cái mà tôi nói quý vị. Và cái biểu tượng cờ vàng ở tại New Zealand có ý nghĩa gì về bề mặt chính trị? Có chứ quý vị. Ý nghĩa rất rõ ràng. Là bởi vì New Zealand là một quốc gia dân chủ, là đồng minh của Hoa Kỳ. Do đó, khi mà người Việt xuất hiện ở đó ủng hộ cho đội nhà Hoa Kỳ, thì đồng thời họ cũng nói lên cái giá trị dân chủ và tự do ngay trên cái sân túc cầu này. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là biểu tượng của nền dân chủ và tự do. Mặc dù bây giờ nó không còn đại diện cho một quốc gia, nhưng nó vẫn đại diện cho cái tinh thần của những người Việt quốc gia. Nó vẫn đại diện cho những con dân của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và thế hệ con cháu của họ sau này sinh trưởng trên nước Mỹ. Quý vị thấy trong cái buổi lễ tốt nghiệp vừa rồi, hầu hết các học sinh đều đeo cái khăn quàng ba sọc đỏ làm lễ tốt nghiệp. Họ đều đeo cái khăn cờ vàng ba sọc đỏ làm lễ tốt nghiệp ở nhiều trường đại học và ở nhiều trường trung học tại Mỹ. Thì quý vị, nó là một cái biểu tượng không những riêng cho cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ nói riêng và ở trên toàn thế giới nói chung, mà nó còn mang cái ý nghĩa về giá trị dân chủ và tự do. Do đó quý vị, lần này cộng đồng người Việt đem cái lá cờ này vào trong cái sân túc cầu. Quý vị trong Việt Nam, nhất là những em bé, những em mà còn chưa biết gì về lá cờ vàng ba sọc đỏ, đừng vội nghe lời tuyên truyền của đám dư luận viên. Các em phải đọc lịch sử, mà đọc lịch sử các em nên đọc vào Google. Các em đừng có đọc sách báo Cộng sản in ra. Bởi vì sách báo Cộng sản in ra nó xuyên tạc toàn bộ lịch sử của Việt Nam. Nó xuyên tạc toàn bộ. Do đó, các em phải đọc để hiểu được lá cờ vàng ba sọc đỏ đó từ đâu mà có. Từ đâu mà có, tại sao ra tới hải ngoại. Thì hầu hết các em sẽ thấy đi tất cả những cái thành phố đông đảo người Việt sinh sống, không có cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng nó chỉ nằm trong tòa lãnh sự và đại sứ thôi. Nó không có nằm trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Và cộng đồng người Việt ở hải ngoại khắp nơi đều treo cờ vàng.
Nếu các em có dịp đi qua Mỹ, nếu các em có dịp qua Sydney bên Úc, Melbourne, hay là các em có dịp qua Paris tại Pháp, mấy em có dịp đi qua bên Anh, tất cả đều là cờ vàng ba sọc đỏ. Không có một kẻ nào dám treo cờ đỏ sao vàng ở trong cái cơ sở thương mại ngay giữa trung tâm người Việt cả. Kể cả những gia đình nhờ dựa hơi của cái đảng cai trị kiếm được tiền chạy qua bên đây, mở nhà hàng, mở chợ, mở cơ sở thương mại cũng không dám hó hé. Thậm chí họ còn phải treo cờ vàng ba sọc đỏ lên. Chứ họ không dám đụng tới lá cờ đỏ sao vàng đâu. Các em sẽ nhìn thấy tất cả những cộng đồng người Việt ở khắp nơi. Ở khắp nơi, từ Âu sang Á cho tới Mỹ. Là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ mà người ta trân trọng nhất. Còn các em mà muốn kiếm cờ đỏ sao vàng, các em chỉ đi vào Tổng lãnh sự quán hay Tòa đại sứ của Cộng sản đó, thì các em mới thấy được thôi. Còn tất cả những nơi khác không có. Thì các em hiểu được là biểu tượng của hơn 2 triệu người Việt tại Mỹ là cái gì? Và 6 triệu người Việt ở bên ngoài nước Việt Nam là cái gì? Các em đã từng qua Đức, các em đã từng qua Anh, qua Paris, qua Hòa Lan, qua Thụy Sĩ. Các em sẽ thấy. Và đặc biệt ở Mỹ, 50 tiểu bang tại nước Mỹ, những nơi đông đảo người Việt nhất, California, rồi tới Texas, rồi tới Florida, Georgia, các em có tìm thấy được lá cờ vàng, cờ đỏ sao vàng của Cộng sản nằm trong cộng đồng người Việt hay không? Không có. Toàn là cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi. Và mỗi một năm, tất cả những cái lễ hội lớn ở Hoa Kỳ, thì lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn được cất lên. Tại vì đó là biểu tượng của cộng đồng người Việt. Và các em đã thấy rồi đó, California vừa rồi cũng đã xác nhận lá cờ đó là di sản và là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Do đó, khi mà lá cờ này xuất hiện tại New Zealand thì cũng không có gì lạ cả. Đối với cộng đồng chúng tôi là chuyện bình thường. Đặc biệt là trong cái giải túc cầu chiều tối ngày hôm nay, 6 giờ chiều giờ California, 9 giờ tối giờ của miền Đông Hoa Kỳ, thì trận túc cầu này diễn ra. Và quý vị, điều đó tôi không nói là vấn đề gọi là về thể thao, nhưng mà mới lần đầu tiên xuất hiện ở trên giải World Cup mà điểm chấp tới 5 điểm rưỡi tới 6 điểm, thì quý vị còn cái nhục nào nhục hơn? Mới xuất hiện lần đầu tiên thôi. Có thể là xui xẻo. Tôi cũng cho là xui xẻo đi. Bóp bóp thăm sao trúng nhầm cái bảng toàn đội mạnh không? Là mới bước tới cái ngưỡng cửa của World Cup là bị đá một cái bụp văng ra ngoài rồi. Tôi chưa biết là sẽ thua bao nhiêu cho đội Bồ Đào Nha, thua bao nhiêu cho đội Hòa Lan. Thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà chắc chắn rằng là đội Mỹ mà Las Vegas đưa ra cái mức điểm 5 trái rưỡi tới 6 trái. Thì quý vị biết được là cái trình độ nó nỗ lực như thế nào. Có thể họ không đá tới mức đó, họ ăn chừng 3-4 trái thôi đủ rồi. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái đề tài bàn thảo rất là nhiều trong cộng đồng người Việt. Và có một số kẻ trong cộng đồng người Việt lên tiếng nói, ô khó xử quá, một bên Việt Nam bên Mỹ. Những kẻ đó là những kẻ không có ý thức. Chúng ta chỉ ủng hộ cho đội Việt Nam thật sự của người dân Việt Nam, chứ không ủng hộ cho cái đội thuộc về đảng Cộng sản. Đám này vẫn chưa hiểu rõ Cộng sản nó khác biệt với dân tộc Việt Nam. Và đang là công dân Mỹ, sinh sống trên đất Mỹ, cả một tương lai của nước Mỹ, mà nói câu này. Cho nên những tên này trình độ còn kém lắm. Những tên nào nói, ôi khó xử quá, giờ tôi không biết chọn Việt Nam hay Mỹ. Là những tên này trình độ ý thức chính trị còn quá kém. Nó không phân biệt được đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam là hai khác nhau. Có thể những tên đảng Cộng sản đó có thể nói tiếng Việt, nhưng bản chất của nó không phải là người Việt Nam. Tôi đã nói quý vị rồi, nó thuộc sử của đảng Cộng sản nhiều hơn. Nói đến lịch sử Việt Nam nó còn không biết. Ngay cả cái tên Việt Nam ai đặt nó còn không biết nữa. Nó còn nghĩ rằng là Hồ Chí Minh đặt tên. Thì quý vị thấy rồi. Do đó quý vị, trận túc cầu chiều tối ngày hôm nay có lẽ là một trong những cái
biến cố mà tôi cho rằng sẽ xảy ra những cái cuộc tranh luận trên mạng xã hội trong những ngày tới. Thứ nhất là kết quả của trận túc cầu. Thứ hai, sự đối đầu của cờ vàng và cờ đỏ ngay trên cái sân túc cầu ở New Zealand. Nó sẽ trở thành cái đề tài đáng nói. Có nhiều người bạn trẻ bên Úc kêu tôi, nói là tôi kêu gọi, tôi không kêu gọi. Tại vì cái việc này mình không chủ động kêu gọi. Mình phải để cho tất cả mọi người tự nguyện mới hay. Kêu gọi là những ai tới dự lễ túc cầu đó mang cờ vàng, tôi không kêu. Bởi vì đối với tôi, tất cả là do tình nguyện. Và tất cả là do ý thức của người trong cộng đồng. Họ tới dự, họ ủng hộ cho đội Mỹ, tôi cảm ơn. Mặc dù họ không phải công dân Mỹ, họ là công dân Úc, họ là công dân của New Zealand. Nhưng nếu họ thực sự nhận mình là người Việt hải ngoại, thì họ phải biết biểu tượng của người Việt hải ngoại là cái gì. Tôi không cần phải kêu gọi. Họ phải tự nguyện ý thức điều đó. Tại vì nếu họ tự nhận họ là người Việt hải ngoại, còn nếu như mà họ không nhận họ là người Việt hải ngoại thì cũng chịu thôi, chúng ta không thể áp đặt họ được. Do đó, chiều ngày tối ngày hôm nay thì tôi không biết là có bao nhiêu người Việt từ bên Úc bay qua New Zealand để mà tham dự cái trận túc cầu này, và có bao nhiêu người Việt ở tại New Zealand sẽ đi xem cái trận túc cầu chiều ngày hôm nay. Nhưng mà tôi chắc chắn là cờ vàng sẽ không thiếu. Rồi bây giờ đó quý vị, Cộng sản thì đưa cả bao nhiêu cổ động viên qua để khoe cờ đỏ, rồi sẽ nói rằng ô cờ vàng lấn cờ đỏ lấn cờ vàng ở trên sân túc cầu. Cái chuyện này đương nhiên, tại cộng đồng người Việt chúng ta ở bên đây đâu có bao nhiêu, mà nhất là ở đá tận New Zealand nữa. Thì chưa chắc đã có người Việt ở Mỹ bay qua bên đó, chỉ có cộng đồng người Việt ở những khu vực đó họ bay qua thôi. Do đó thì cái số lượng người Việt chưa chắc đã nhiều. Nhưng lá cờ vàng vẫn phất phới ở trong cái giải túc cầu này, không thể tránh khỏi. Trừ phi là Cộng sản Việt Nam chơi trò xỏ lá, áp lực chính phủ, áp lực hệ thống an ninh. Nhưng mà áp lực cũng vô dụng. Áp lực cũng vô dụng thôi, mỗi quốc gia, những quốc gia này họ đều có quy tắc của họ. Và người đi xem có quyền mang khăn, có quyền mang tất cả những cái biểu tượng đó vào trong sân. Không ai cản được cả. Không ai cản được những biểu tượng này cả. Do đó quý vị, lần này thì tôi đang dự đoán là sẽ có một cái có một cái cuộc gọi là tranh luận khá gay gắt ở trên cái diễn đàn ở trên mạng xã hội về cờ vàng và cờ đỏ xuất hiện tại đây. Và tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cái điều đáng cho chúng ta bàn. Và chúng ta sẽ coi thái độ của những kẻ cầm cờ đỏ. Chúng ta đã chứng kiến được rất nhiều. Chúng ta đã chứng kiến được rất nhiều những cái thái độ khá mất dạy của đám cờ đỏ. Quý vị còn nhớ cái trận, cái giải vừa rồi SEA Games ở Campuchia không? Nó đổi quần chưa? Đổi quần chưa? Là cấm luôn cờ mạng bạo luôn. Thì quý vị, nội Campuchia không đã là như vậy rồi, thì đừng nói tới New Zealand. Vấn đề còn lại là có nhiều kẻ, sở dĩ tôi làm cái livestream mà đặc biệt này đó là bởi vì sẽ có nhiều kẻ nói ủa, chính trị mà và thể thao khác nhau mà, tại sao cứ lôi chính trị vào? Và tôi đã từng nói với quý vị, chính trị nó chi phối tất cả mọi thứ. Đừng nói là thể thao, văn hóa, giải trí hay là kinh tế, có chỗ nào mà chính trị không chui vào. Và có chỗ nào không bị chi phối bởi chính trị đây. Và Cộng sản Trung Quốc nắm mặt trận tuyên truyền là những kẻ sử dụng nhiều nhất những cái mặt trận này để tuyên truyền cho họ đó. Đó cuốn phim Barbie, hãng Time Warner bị áp lực phải vẽ cái đường lưỡi bò đó, hay là nhóm Blackpink sắp sửa trình diễn tại Việt Nam, và cái hãng cái công ty đại diện là IME ở tại Trung Quốc, nó vẫn để ra cái đường lưỡi bò đó. Ai nói là không có chính trị? Nói tôi nghe đi, bắt buộc. Do đó, ba cái nói là chính trị và thể thao khác nhau, nó chả có gì khác hết. Tại vì chính trị nó luôn sử dụng những cái chỗ có đông người để nó thúc đẩy cái khuynh hướng chính trị của mình. Và cái gì đông người nhất? Giải trí, thể thao. Là những nơi tụ tập đông người nhất.
thì đó là cái diễn đàn tốt nhất để họ nói lên cái quan điểm chính trị của họ. Do đó chúng ta sẽ không thấy được là có cái gì gọi là phân biệt cả. Và lần này quý vị, cộng đồng người Việt lại đưa cái biểu tượng chính trị đó lên. Tôi thì tôi không có khuyến khích và kêu gọi, nhưng mà tôi lại ủng hộ cho những người có cái tinh thần tự giác mang cờ vàng vào trong sân bay. Tại vì đó là cái biểu tượng của cộng đồng người Việt hải ngoại và khẳng định cái tư thế của mình. Không thuộc về gọi là Việt Kiều hay là Kiều bào của Cộng sản. Đó là một trong những cái lên tiếng khẳng định rất rõ ràng. Để Cộng sản đừng có rêu rao là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này là Kiều bào của họ. Đó là cái ý nghĩa mà lá cờ vàng xuất hiện trong cầu trường. Chúng tôi không có phải là cái gì liên can tới Cộng sản cả. Chúng tôi có thể có cái gốc thuộc về dân tộc Việt Nam, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ thuộc về Đảng Cộng sản. Và đừng có lấp liếm là Kiều bào là hơi thở của Việt Nam bla 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 bla. Cái đó là chỉ là cái đám du học sinh hay là cái đám đi xuất khẩu lao động thôi. Chứ không phải là những người Việt tị nạn Cộng sản. Những người Việt tị nạn Cộng sản, họ khẳng định cái lập trường của họ rất rõ ràng. Do đó, quý vị, lần này tôi chưa biết là VTV né bằng cách nào. Né bằng cách nào, nhất là mỗi khi mà đội banh của Hoa Kỳ mà đá thủng lưới đội tuyển của Cộng sản đó. Thì quý vị, cầu trường nó lại phất lên những lá cờ này. Và liệu VTV có dám thu hình hay không? Bởi vì lần này tôi nói với quý vị không bảo đảm, họ ngồi đủ chỗ hết. Họ ngồi từ ở phía bên đây khán đài cho tới phía bên kia khán đài. Ở bên đây sân gôn cho tới phía bên kia sân gôn, không biết được. Và mỗi khi mà Hoa Kỳ đá thủng lưới, thì cờ lại phất lên. Và lúc đó quý vị, xìu như cái trái banh luôn. Cờ đỏ xìu như trái banh luôn. Thì đây là một trong những cái mà tôi dự đoán thôi. Tôi chưa biết được những gì xảy ra vào chiều tối ngày hôm nay. Tại vì cuộc tranh tài chưa diễn ra mà. Và sau cái trận này rồi, tới phiên đội Bồ Đào Nha, rồi tới phiên đội Hòa Lan nằm chung một bảng mà. Thì quý vị, cộng đồng người Việt ở Bồ Đào Nha cũng có, cộng đồng người Việt ở Hòa Lan lại càng đông hơn. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói là cuộc xuất quân đội quần. Đội quần ở nhất, thứ nhất là điểm chấp. Thứ hai là đi đá mà cuối cùng những người ở hải ngoại không bao giờ chấp nhận họ là đại diện cho nước Việt Nam cả. Bởi vì những kẻ này được đào tạo bởi môi trường của Cộng sản. Được đào tạo bởi môi trường của Cộng sản. Do đó, quý vị nhìn vào là chúng ta thấy. Và lần này sẽ có một cái cuộc gọi là cãi nhau gay gắt trên mạng xã hội sau trận thúc cầu này. Khi mà những lá cờ vàng xuất hiện. Và tôi biết chắc chắn rằng nhiều người Việt ở bên Úc bay qua cũng chuẩn bị tất cả những cái phone để chụp và đưa lên mạng xã hội đầy hết luôn. Không cản được. Muốn che, muốn đậy cũng đã che đậy không được. Bây giờ VTV không có thu hình thì quý vị, trên mạng xã hội cũng đầy rẫy những hình ảnh này. Đầy rẫy những hình ảnh này khi mà đội của Hoa Kỳ mà đá thủng lưới đội của Cộng sản Việt Nam đó. Thì quý vị, họ sẽ giương cờ lên rồi họ chụp hình, họ thảy lên mạng xã hội. Liệu có che đậy được không? VTV có lắp được hết tất cả những hình ảnh này hay không? Câu trả lời là không. Do đó quý vị, trận tối ngày hôm nay chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà tôi chắc chắn là cái việc mà cờ vàng, cờ đỏ đụng nhau trên sân là điều không thể tránh khỏi. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.